Đây là một cái chiếc Vision Jin nè. Những cái giai đoạn đầu thì Honda sử dụng cái lọc gió này nó khá là khó chịu. Nó khó chịu ở một chỗ là ngay khúc này nó có một cái miếng nhựa nó đưa ra. Đó, nếu như các bạn lựa chọn những cái dòng phục không hợp lý á, thì khi chúng ta gắn vô đây thì cái phục mình nhúng xuống nó sẽ cạ vô cái miếng nhựa này. Có thể chúng ta sẽ dùng một số cách, ví dụ như bên mình cũng hay làm cho khách, khi mà khách chấp nhận á, là mình sẽ chim thêm lông đền ở ngay những cái vị trí này để dời cái lọc gió ra ngoài một tí xíu. Đâu ai muốn mà một cái xe của mình chim quá nhiều lông đền đâu, đúng không nè. Nhưng mà bên mình sẽ có những cái cách hay hơn để giúp xe của anh em á, cái phục nó vẫn đẹp nè, vẫn thẩm mỹ nè, vẫn có thêm hiệu năng nhưng mà vẫn có thể gắp như Vin. Đó chính là chúng ta sử dụng những cái dạng phục trơn không bình dầu như thế này. Thì với những cái dạng phục trơn như thế này của nhà Racing Boy sản xuất thì ti phục và lò xo sẽ lớn hơn Vin, đem lại cái khả năng chịu tải nè, chống sàn lắc cho cái dàn chân của mình được tốt hơn. Ở đây chúng ta còn có thêm một cái tính năng tăng chỉnh lò xo nữa, mà khi ráp vô cái xe này á thì cái vòng này nó vẫn nằm lộ ra bên ngoài để cho các bạn dễ dàng thao tác tăng chỉnh. Thì Vinh nghĩ với một cái cây phục Racing Boy như thế này nó sẽ đem lại cái hiệu quả giảm xóc tốt hơn cho xe của mình. Và mức giá của phiên bản phục Racing Boy C Series này á thì sẽ là 1.050.000 nha mọi người, đó là dành cho cái phiên bản full đen ti vàng này thôi. Và tất nhiên với một cái dòng phục nào đó của Racing Boy sản xuất thì bên mình vẫn áp dụng chế độ bảo hành đúng của Racing Boy, đó chính là 12 tháng một đổi một về lỗi của sản phẩm. Giờ thì hết cái đoạn giới thiệu rồi, bây giờ Vinh sẽ cho anh em coi là cây phục này ráp lên xe nó sẽ như thế nào và thao tác tăng chỉnh nó có đúng như những gì mình nói hay không. Mình vừa cùng anh em hoàn thành xong cái công đoạn là thay phục, thì anh em thấy đó, tất cả mọi thứ đều là như Vinh diễn tả cho anh em từ đầu tới giờ. Cái phần độ nén lò xo này nó sẽ nằm lộ hết ra bên ngoài luôn nè, dễ dàng cho anh em trong cái thao tác gọi là mình tăng chỉnh cái lò xo này. Khi mà mình muốn tải nặng nè, khi mà mình đi một mình đồ này nọ thì mình có thể tự set lại cái này. Và tất nhiên khi mà ráp phục cho anh em thì bên mình cũng sẽ chủ động là trao đổi với anh em về cái trọng lượng mà anh em thường xuyên di chuyển nè. Ví dụ như mình thường xuyên đi hai, mình thường xuyên đi tỉnh đồ này kia thì bên mình sẽ set phục theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Đó, phục vô xe là không có bị cạ cấn gì hết. Vậy thì đối với lại những cái anh em mà đi xe Vision đời cũ, cái dạng lọc gió Jin như thế này thì không cần phải đau đầu tìm phục nữa, có thể sử dụng cái dòng Racing Boy C Series này, tuyệt vời luôn. Khi anh em lắp phục hay làm bất cứ dịch vụ gì, mua sản phẩm ở bên mình sẽ được tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe miễn phí. Trong đó sẽ bao gồm vệ sinh kính hậu nè, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe để xe của mình đi được êm ái và an toàn hơn. Bởi vì sếp mình chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ sếp hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui rồi. Nhớ nha, tìm phục cho xe Vision thì nhớ tới sếp hai bánh nha mấy bạn.